Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn các loại cá nước ngọt đặc sản tại Sapa được nuôi trong bể kính các nhà hàng phục vụ du khách đến với Sapa thưởng thức ẩm thực và đặc sản ở Sapa. Đây là dòng cá lăng. Cá lăng thì dùng để nấu canh hay ăn lẩu, hoặc nấu theo kiểu lẩu thuyền chài. Ở dưới này là cá tầm thì cũng là đặc sản chuyên về lẩu, chỉ có một số du khách thì thích trải nghiệm gỏi. Cá tầm thì cũng ăn gỏi được. Phía bên này là vẫn là cá chép giòn. Cá chép giòn này dùng để ăn gỏi hoặc là cá chép om dưa. Phía trên đây là cá hồi. Cá hồi thì được chế biến rất nhiều món như là gỏi cá hồi bỏ lò phô mai hay cá hồi nướng. Và sau đây thì mời các bạn cùng trải nghiệm gỏi cá chép Xin giòn. mời anh em trải nghiệm món gỏi chép giòn. Cá bảo lưu hành nội bộ này còn live stream. Thật may về up lên mạng xong rồi. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Trời ơi. Ngon đấy. Ngon không anh chị? Đi ăn thử đi ông. Ăn đi, ăn đi. Đây là các gia vị. Em rau thơm, ăn gừng, tỏi, rồi, hành, xả, ớt. Sắp chết anh ạ. À. Cái này em, em ăn đi, ăn đi, ăn đi để xem cảm nhận như nào. Mấy cái món kiểu ngon không anh Thịnh? Ngon không? Đây là cá chép giòn. Nhúng thính. Đúng rồi. Đây là nước chấm. Em tự nhiên ăn lẩu. Ăn chén không? Ăn đi. Cánh mình có làm chén không? Em ăn thôi. Đây, cứ tự nhiên đi. Dầm. Cái lá chuối chua. Đi. Có cái quân cực ngon. Lá sung, bạc hà, tía tô, húng. Em ăn nhiều lần rồi, ăn cái món này. Anh ăn đầu tiên. Nhớ ra cái nước này. Ăn ngon. Nước này mà cho vào đây.